Thưa các bạn, bọn chúng bám sát từ gần bộ công an Quận Nhất ở đường Nguyễn Trãi Quận Nhất mà bám về đến tận đây. Đây. Một bầy chim lớn bên kia các bạn thấy không? Thấy đây em biết bốt ATM bên kia không? Chiếc xe này nó che mất tiêu rồi. Đây, thấy các bạn thấy chưa? Trên máy quay của mình quay rất là rõ tuổi này luôn. Chim lợn đang đấy ngay bốt ATM luôn, nó theo dõi qua kính. Nó đến ngay đấy. Chiều nay thì Phương Ngô và một số bạn đang đến đây để làm đơn tố cáo tiếp Phương Ngô Long Huỳnh. Đây, đang đi chiếc xe màu vàng này các bạn. Đây, màu vàng đây. Đây, nó bám theo đó, hai thằng này đây. Đây. Hai thằng này, bám theo từ dưới. Đây, ba thằng này đây. Đây, đây nữa. Quay lại mình nữa. Cận cảnh các bạn. Quay lại nữa. Rất đẹp trai. Bỏ chạy rồi các bạn ơi. Nó bỏ đi rồi. Hiện tại bây giờ là nó che đeo khẩu trang rồi, nó cố tình lấy cái điện thoại của nó che, nó làm như là nó quay mình vậy đó, nó che cái mặt nó lại. Mình đang ở đây các bạn. Sáng nay vừa làm một cái đơn xong, chiều nay đưa thêm vài cái đơn nữa. Thì chiều nay rất là nhiều đơn vào đây luôn. Viện kiểm sát nhân dân tố cáo ha. Ủa chim lợn đi đâu rồi? Hello. Họ
hòm thư tố giác tội phạm. Tạm thời từ đó đang rút ly đi đâu rồi ấy. Từ nó đi 4-5 xe máy ha. Nó bám sát từ dưới bộ công an lên đến đến đây luôn. Lên đến gần sân bay. Ở đây là cơ quan điều tra hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nơi chuyên bóc phốt và bắt những cái bóc phốt và đưa những cái người mà bất cỡ mấy kiểu như là bắt giữ người đến trái pháp luật này, rồi nói chung là bóc phốt những cái dàn cấp tá, cấp chỉ huy vào lò hết. Không sao đâu, mình đang có anh em vùng ngoài rất là đông, không sao đâu. Sao lá đồ ấy nữa, 199 Hoàng Văn Thụ, ngay cơ quan điều tra hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao em. Anh Phương, anh Long Huỳnh, chị Phương Ngô, anh Hùng Kiêu và một số người đang vào đó nộp đơn ha. Khu này khu của mình mà ngày xưa mình đi lính ở quân khu 7. Xong chưa? Nộp xong rồi á? Em nộp đơn xong rồi á? À? Chào gia đình đôi vợ chồng trẻ rất là chào em. Đây cô gái, các bạn đây thấy là đây là bà đang ngồi chung chung xe Phương Ngô mà và bị giam giữ đấy các bạn. Thay áo rồi. Biển số xe thì còn mà tôi thay áo rồi. Hàng xe vàng có thay áo rồi. Mẹ mặc cái áo này nóng quá. Nó không biết, nóng nhà mình mặc cái áo này nóng nhìn ra nó để cho mình quay vô tư. Dạ. Ừ. Nó đâu rồi? Nó trốn lên đâu rồi? Nó đi đi thay áo rồi. Đâu? Còn BC đang giết theo xe Phong Ngô rồi. À, em vừa đứng bắt đây đó. Cho nó lượn vòng vòng vui à. Em vô vô làm việc đi, để chứng minh thư vô. Dạ. Đây chạy chỉ phân luôn, để luôn được luôn. À ok. Không. À rồi ok, nhìn cũng được.
vô là em gặp anh đó, em trình bày cái việc là mình đang vào tố giác tội phạm. Cái đơn tiếp nhận của đâu? Không có giấy tiếp nhận à? Ghi vô sổ luôn. Ghi sổ? Ủa sao lại không có cái giấy tiếp nhận? Mình có, anh không cần. Ghi vô sổ mà không có giấy hạn, còn ghi số điện thoại lại. Nếu mà chuyển ra ngoài, ở ngoài nhận sẽ điện ngược vô cho mình báo và mình sẽ bổ sung hồ sơ sau. Tại gần Tết rồi đừng nên bổ sung sớm. Anh Đinh Văn Phong. Đinh Văn Phong. Từ đây mà đến từ đây mà cho đến mấy hôm nữa thì rất là nhiều đơn đưa lên tận đây nè, cơ quan điều tra hình sự, viện kiểm sát nhân dân tối cao, nơi chuyên đưa những cái giả. Ở đây người ta thích lắm. hỏi là đang thiếu cưỡi. Đang cần cưỡi. Ở đây đang thích những cái đơn tố cáo này lắm. Sướng lắm. Rồi hôm nay cố gắng nộp được 5 cái đơn, ngày mai làm thêm vài cái đơn nữa. Hỗ trợ cho anh em làm thêm vài cái đơn nữa xong rồi mình tiếp tục đưa về tiếp giấy Bộ Công an. Basic đâu rồi? Đâu? Basic. Nó lại á. Anh trai đứng chờ ai hả? Chờ ai anh trai? Chờ ai hả? Dạ. Mày xịt thay áo được kìa. Đấy, xe Phương Ngô đang tới này. Ồ, nó bám theo dữ quá. Em ơi, em có biết là cái thu lũ chim lờ nó đi theo bảo vệ em vòng vòng nãy giờ không? Ôi, biết hả? Ồ, hay quá em. Em được cái tụi kia nó đi theo, nó chăm sóc cử kỹ quá à. Nãy giờ là tốn khoảng 200 ngàn tiền xăng rồi. Vậy hả? Lấy nước thì lấy nước xuống dưới rồi chạy thì bốn chiếc xe. Uống chai nước thì chạy khăn giấy. Làm gì? Khăn giấy đi bài ra cái lòng mặt. Đưa mấy anh kia đi la mặt đúng không? Có hỏi mấy anh có uống sữa, uống chiếc gì nữa không? Nè. Trời ơi, tôi thấy mấy anh kia vất vả quá. Dòng đi dòng lại. Kêu hụt bán cái dạng ảnh mời bán lau mặt đi. Rồi để đi tìm mấy ảnh đó cho mấy ảnh lau mặt đi. Rồi để em lau trước cho, chứ em chưa có lau nữa, mời mấy ảnh đi. Tội nghiệp quá. Số 10 đúng không? Đi bộ tới sao kìa? Ai đưa ai về? Rồi. Đằng sau nè, đây.
bao nhiêu tấn đi? Này là ủa sao đi bỏ đi làm chi? Sao bỏ đi? 84729. Chậm chậm ơi, chậm chậm ơi. Chậm chậm ơi. Trời cái mặt mũi gì vậy? Hả? Đứng lại đưa khách liền cho uống nè. Đưa khách liền cho lau nè. Ui, hai anh kia. Lấy khách liền không? Mẹ khách liền nước suối có đây mà. Ủa, có nước suối nghe, nước suối nè. Uống nước suối không? Uống nước suối không? Có nước suối khách lệnh đấy, đưa cho anh một ít nước suối nè. Nước suối khách lệnh đi. Ồ, oh, đẹp trai quá. Hey, 60B5174165918472 BC về Bình Tân vậy á. Tội nghiệp. Canh lệnh nè. Nước suối đưa không có xài chứ hả? Tội nghiệp chứ rồi. Long hồn phương ngô rẽ vào đó là bị theo nữa nè. Ôi rồi lại theo. Ô kỳ thế. Đi đâu thế? Anh đây bà anh chờ Tuấn nha. Ok à, em về những kia công việc chứ. Ok ok. Chút ra tối về luôn hay là ở lại? Đi coi nè. Hùng ơi. Rồi, tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Để đâu đâu. Nó săn sóc dữ quá. Ơi, săn sóc đến là vì nghe phát nhân dân tối cao luôn. Kỳ quá. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye nha. Hẹn gặp lại.